Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube ngày hôm nay. Như các bạn biết rằng ấy, thì mất đồ dùng cá nhân và mất điện thoại có lẽ là điều mà không ai trong chúng ta muốn nó xảy ra đối với bản thân mỗi người. Tuy nhiên thì trong thời buổi mà điện thoại ấy, này nó là cái vật bất ly thân như ngày hôm nay ấy, thì việc mất điện thoại hay là bị ăn trộm rồi bị cướp điện thoại thì đó là điều mà nó có thể xảy ra với bất kỳ người nào. Thông thường thì khi mất điện thoại ấy, thì người dùng gần như không có cách nào để mà lấy lại nó. Chỉ có một số ít người may mắn là được trả lại hoặc là có thể xác định được điện thoại đã mất qua điều tra của công an nếu mà họ tiến hành làm. Tuy nhiên thì con số này nó rất rất là ít để mà điện thoại có thể trở về với khổ chủ của nó. Một trong những cái phần mềm hay ho để mà phát hiện ai, kẻ nào đã ăn trộm điện thoại của các bạn, đó là nó có thể chụp được cái mặt, cái hình của cái kẻ đã lấy điện thoại của bạn. Để từ đó thì truy ra cái kẻ mà đã lấy điện thoại của bạn rồi ta sẽ xử lý tiếp. Tức là điện thoại khi bị mất đi á, hay là khi bị thất lạc á, hoặc là bị cướp ấy, thì nó sẽ yêu cầu cái người mà nhặt được ấy, vẽ một cái mẫu hình để mà đăng nhập vào một cái phần mềm nào đó trong điện thoại của chúng ta. Tức là khi người mà lạ nào đó thì dùng cái điện thoại của chúng ta thì họ sẽ tò mò và vào một cái app, chương trình nào đó trên điện thoại của chúng ta. Nếu mà vẽ sai ấy, thì chương trình sẽ chụp lại cái người đó và sẽ gửi email cho chủ nhân chiếc điện thoại, tức là chúng ta, bức chân dung của cái người mà đã lấy điện thoại của các bạn. Cái phần mềm hay ho đó nó có tên là CM Security, tức là CM an ninh. Đây là cái phần mềm mà có khá nhiều người dùng trên CH Play với khoảng 100 triệu lượt tải về. Chúng ta sẽ lên CH Play để mà tải nó về. Đây là một trong những phần mềm mà nó bảo mật khá là hay với cái tính năng nổi bật của nó, đó là chụp hình kẻ trộm điện thoại rồi gửi cho chủ nhân biết. Ngoài ra thì nó có một số những tính năng nữa, đó là bảo mật điện thoại, rồi ngăn chặn mã đặt, ngăn chặn mã độc, rồi bảo mật phần mềm, vân vân. Ở đây thì tôi xin tập trung vào cái tính năng chụp ảnh kẻ trộm khi mà mất điện thoại. Thực chất thì cái mà nó bảo vệ đó là cái app chương trình. Mỗi khi mà muốn truy cập vào cái app chương trình nào đó thì sẽ yêu cầu để mà vẽ một cái mẫu hình mà chúng ta đã thiết lập để mà bảo vệ cái app chương trình đó. Nếu mà vẽ sai thì cái camera trước của điện thoại ấy, thì nó sẽ chụp lại cái ảnh của người đó và gửi cho chúng ta. Tất nhiên thì điện thoại thì nó đòi hỏi phải có một cái camera trước thì mới có thể thực hiện được cái chức năng này. Một lưu ý quan trọng đó là chúng ta sẽ cần phải chú ý ở đây, đó là chúng ta không nên áp dụng việc vẽ mẫu hình khi mà mở máy, khi mà log in vào cái điện thoại á. Rồi chúng ta cũng không nên để mà áp dụng việc vẽ mẫu hình vào trong cái phần cài đặt setting của điện thoại. Vì một khi mà điện thoại đã mất rồi ấy, thì dù bạn có cài đặt mật khẩu để mà đăng nhập vào cái điện thoại ấy, rồi cài đặt mật khẩu, cài đặt cái việc vẽ mẫu hình vào cái chương trình app setting ấy, thì sẽ có nhiều người thợ người ta sẽ chạy lại cái phần mềm của các bạn ngay tức khắc. Mục đích á, để mà có thể cho trộm có thể dùng điện thoại của các bạn một cách tự nhiên, rồi trộm sẽ tò mò để mà vào bất kỳ một cái app nào đó của cái điện thoại của các bạn ấy, thì chúng sẽ vẽ sai một cái mật khẩu. Chúng sẽ vẽ sai cái mẫu hình mà các bạn đã thiết lập trên cái điện thoại của các bạn để từ đó thì nó sẽ chụp lại hình được của cái kẻ mà đã lấy điện thoại của các bạn rồi âm thầm gửi email cho chúng ta biết. Tức là khi mà cái kẻ mà lấy điện thoại của các bạn ấy, thông thường thì chúng rất là hay tò mò để mà vào một cái app chương trình nào đó. Nếu mà chúng vào mà vẽ sai cái mẫu hình ấy, thì chúng sẽ bị chụp ảnh lại và cái ảnh đó nó sẽ gửi cho chúng ta biết ai đã vào cái chương trình của các bạn
ai đã vào cái app này và vẽ sai cái mẫu hình mà các bạn đã thiết lập trước đó. Một lưu ý nữa đó là chúng ta sẽ không có khóa cái mục setting trong điện thoại lại. Bởi vì khi khóa cái mục setting ấy, thì cơ hội để mà điện thoại của chúng ta nối wifi ấy, thì sẽ gần như là rất là khó khăn để mà điện thoại của chúng ta có thể nối wifi. Vì chỉ khi có wifi hoặc là 3G thì email mới được gửi từ cái điện thoại của chúng ta đến địa chỉ email mà chúng ta đã thiết lập sẵn. Hơn nữa thì việc khóa cái mục setting trên điện thoại ấy, thì đồng nghĩa với bạn đã khóa gần như 90% chiếc điện thoại của mình không cho trộm để mà có cơ hội nối mạng để mà gửi hình cho chúng ta. Ngoài hai thứ mà chúng ta không được khóa đó thì chúng ta có thể khóa bất kỳ một cái ứng dụng, một cái app chương trình nào mà chúng ta muốn. Sau khi chúng ta cài đặt xong cái chương trình CM Security, CM an ninh này trên CH Play xong xuôi thì chúng ta sẽ mở nó lên. Chúng ta sẽ mở nó lên và chương trình sẽ yêu cầu chúng ta quét toàn bộ hệ thống. Quá trình quét này thì nó diễn ra khá là nhanh và khi quét xong thì ta chọn đó là giải quyết tất cả là được. Tiếp đến ta sẽ chọn cái mục đó là App Lock để mà ta khóa bất kỳ cái ứng dụng nào mà ta mong muốn. Và nên nhớ rằng chúng ta đừng có khóa cái mục setting nhé. Vì như tôi đã nói ở trên ấy, thì khóa cái mục setting ấy, thì đồng nghĩa với việc khóa luôn wifi để mà có thể kết nối điện thoại của chúng ta với cái mạng wifi. Như vậy ấy, thì tính năng chụp ảnh kẻ trộm ấy, thì nó gần như là chụp xong thì để đó không có thể nào mà gửi cho chúng ta được. Từ đây thì ta có thể bật được cái tính năng chống trộm sau khi chúng ta vào cái mục App Lock này. Mỗi lần mà vào được cái chương trình nào đó thì chúng ta sẽ yêu cầu để mà vẽ cái mẫu hình để mà truy cập vào cái ứng dụng đó. Nếu mà vẽ sai 3 lần ấy, thì sẽ bị chụp ảnh lại. Bởi thế thì chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt này, chúng ta sẽ thiết đặt cho nó vẽ sai chỉ một lần duy nhất là sẽ bị chụp hình lại. Rồi tiếp đến ta chọn cái mục email để mà chương trình có thể gửi email cho chúng ta. Chú ý là email phải chính xác. Như vậy cơ bản là xong. Bây giờ thì chương trình đã hoạt động cách bình thường khi mà chúng ta là vẽ sai mẫu hình và nó sẽ gửi email cho chúng ta biết cái người đã vẽ sai mẫu hình đó. Rồi bây giờ ta sẽ test thử. Tôi sẽ thử vào cái ứng dụng Facebook. Chúng ta sẽ nhập mẫu hình sai nè. Rồi không vào được vì chúng ta đã vẽ sai mẫu hình. Giờ này thì chắc nó phải chụp được cái ảnh rồi. Ta sẽ kiểm tra email nào. Ta sẽ mở máy tính lên và kiểm tra email. Rồi ta thấy được một cái email từ cái chương trình CM Security rồi. Để xem chân dung ai đã lấy điện thoại của chúng ta, đã tò mò với cái điện thoại của chúng ta. Rồi, đã thấy một tên trộm. Đến đây thì ta có thể lần ra được ai đã lấy điện thoại của chúng ta bằng các cách khác nhau, như là đi truy tìm cái kẻ đó hoặc là báo cho công an. Vâng, trên đây thì tôi vừa mới gửi đến các bạn một cái chương trình bảo mật khá là hay ho và nó được rất là nhiều người sử dụng để bảo mật chiếc điện thoại. Nó có một tính năng nổi bật đó là chụp được ảnh kẻ đã lấy điện thoại của các bạn. Dù khả năng là lấy lại điện thoại của các bạn nó khá là thấp nhưng mà biết đâu thì với cái tính năng hay ho này thì bạn vẫn có thể lấy lại được chiếc điện thoại của bạn. Ngoài ra thì chương trình này thì nó cũng rất an toàn với nhiều những tính năng chống virus và mã độc khác. Và hy vọng thì các bạn sau khi cài đặt xong thì sẽ khám phá được nhiều tính năng hay ho hơn. Vì cái chương trình này thì giao diện chính của nó là tiếng Việt nên nó khá là dễ để mà cho chúng ta khám phá. Vâng, đến đây thì video xin được phép tạm dừng.
Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích ấy, thì nhớ bấm subscribe, đăng ký, like, ủng hộ kênh và nhớ đón xem các video khác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.